báo cáo các cụ là hôm nay là 24 tháng 10 2019, tôi lại câu ở bờ sông Sài Gòn. Cái chỗ này lại là quận nhất này, ngay cái bến Bạch Đằng này. Nếu nhìn xa xa thấy bến Bạch Đằng đấy, con này là con lịch nhá, con này là con lịch này. Đấy, cái đuôi nó dẹt này, cái đuôi nó dẹt đây, cái đuôi nó dẹt này, đuôi nó dẹp lép à, nó không có như con lươn. Con lươn là đuôi nhọn nhá, còn con lịch là đuôi nó dẹp lép như này đấy. Và con này cũng cũng tương đối khá, và tôi câu là bằng cọng cáp này, các cụ nhìn này đấy. Con này con lịch, lịch này chưa gọi là lịch cổ, nhưng mà đây đấy, tôi phải lấy một cọng dây khác, không có, có nhiều cụ lại cứ bảo là chắc là làm clip theo cái kiểu như kiểu là ấy chơi thôi, nhưng mà đây con lịch này là nó nuốt cái lưỡi câu rồi, tôi phải để cho nó nuốt mới bắt được các cụ ạ. Đấy, nó nuốt vào họng, nuốt họng rất sâu này, nuốt vào họng rất sâu đấy, và nó xoắn cái cọng cáp của tôi, nó xoắn cọng cáp rồi này, nó xoắn này đấy, nó nuốt rất sâu nhá, đó nuốt này đây, xoắn cọng cáp tôi rồi. Và con này khả năng là ngày mai thì nó không sống nổi. Dạ. Lại cha. Đấy, nó tiếp tục nó xoắn ghê gớm quá. Nó xoắn cọng cáp luôn rồi. Nên là tôi phải xử lý nó nhá. Đây là một con lịch, con này chắc cỡ khoảng 280 g, không được 300 g đâu. Đây, tôi tạm thời cho nó vào bãi cỏ này đã. Đấy, để xử lý sau. Và các cụ, hôm nay là tối ngày 24 tháng 10. Đấy, tôi đang bị một con nó kéo này, kẹt cứng ở đây. Đấy, nó kẹt cứng đây. Hiện giờ là chưa nhìn thấy nó, nhưng mà khả năng là khá to. Nó nằm ở trong cái cây đá này. Kéo xuống rồi. Nó kéo xuống sâu lắm. Không có kéo lên được, nó nằm trong cái cây đá. Chưa có cách nào mà gỡ được. Đấy. Tôi sẽ tìm cách để bắt nó lên. Đấy, trình báo các cụ sau. Hôm nay là ngày 24 tháng 10. Đấy, với sự giúp sức của thằng cháu này đấy, và mấy anh bạn câu ở đây, tôi kéo được con lươn này lên. Nhưng mà chân ai chóc vẩy nó kéo lên thì nó cũng đuối rồi. Giờ này thì nó cũng không còn đủ sức lực nữa. Con này cũng khá khá. Lúc vì nước lớn quá, nước đang lớn này, nước ở sông Sài Gòn quá lớn cho nên là không thể nào mà quay được cái đoạn mà kéo lên các cụ nhá. Nhưng mà đây, con lươn này rất to, con lươn rất là to. Đấy, con lươn rất là to, đầu nó bằng hai người ngón tay cái rồi, khá dài. Đây, con lươn này. Hôm nay là tối ngày 24 tháng 10. Đấy, tôi đang ở bờ sông, giờ này nước lớn, nước rất là lớn, nước mấp mé bờ luôn. Đây là bên kia là bến Nhà Rồng, tôi đang ở quận 1. Ở khu này tôi vừa kéo được, tôi có một cọng cáp, tôi vừa kéo được một con lươn lên rồi, nhưng mà đến lần thứ hai tôi thả xuống thì nó kéo mất cọng cáp luôn. Bây giờ còn mỗi một cái cọng dây cước này, đây còn cọng dây cước này, đây còn cọng cáp bây giờ nằm ở dưới này rồi, nằm ở dưới đó, mấy que nằm ở dưới luôn. Tôi đi bắt một con lươn khác nên thành ra quay lại là nó kéo mất cọng cáp. Em phải ngày mai nước rút thì may ra tìm được cọng cáp và có khả năng là bắt được luôn con lươn. Đấy, nếu mà bắt được thì tôi báo cáo các cụ, nếu không bắt được thì thôi đành mất thôi. Con lươn mà nuốt cọng cáp ấy chắc cũng hy sinh. Hôm nay là 25 tháng 10. Con lươn tôi câu tối hôm qua là 24 tháng 10. Cái bì là 361 g các cụ nhé. Con 10 tôi câu con này mà nó bị chết. Đấy, con cha nó tôi phải xử lý. Con này nó nhây rất là lâu. Trọng lượng là 310 g.